Thì bác sẽ hướng dẫn các mẹ cách để nhận biết một em bé bị khó thở ở nhà như thế nào. Bởi vì thực tế ra là có rất nhiều mẹ đến đây nói rằng đêm qua con em rất khó thở, rất khò khè, hoặc nhiều mẹ còn đếm cả nhịp thở nữa. Nhưng để biết được các mẹ làm đúng hay sai thì bác sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các mẹ cụ thể nhé. Thế ở nhà thường để mà đánh giá em bé có khó thở không, chúng ta phải đánh giá về cái lúc đó là em bé có đang gắng sức hay không. Như em bé đang nằm yên như thế này, và phải nằm yên được 15 phút rồi cơ, chứ không phải là con vừa chạy chơi xong bây giờ con về con nằm đây để mẹ đếm, thì đương nhiên là nó sẽ được thở nhanh hơn rồi. Và em bé phải nằm yên tĩnh, và tốt nhất là khi đó là em bé đang ngủ, hoặc nếu như chạy chơi thì phải ngồi chơi, ngồi yên được khoảng 15 phút rồi thì mình mới bắt đầu để đánh giá xem con có đang thực sự là có khó thở hay không. Thì để đánh giá chúng ta phải nhìn toàn trạng, đứa trẻ đang nằm yên, mặt không kích thích hoặc là không quá mệt mỏi, và chúng ta sẽ nhìn từ trên mặt xuống, chúng ta nhìn xem là cánh mũi của con nó có phập phồng không, nó co vào rồi nó phồng ra theo nhịp thở của con. Đấy có thể thường là tắc nghẹt của đường hô hấp trên, ví dụ như là tắc nghẹt mũi. Thế rồi đầu của con có gật gù theo nhịp thở hay không, đấy ví dụ mỗi lần nhịp thở nó cứ, thực ra đấy là một dấu hiệu rất nặng, nó có thể là tắc nghẹt cả đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, và khi đó thì nó cần có cái các sự hỗ trợ của cơ hô hấp phụ như là cơ ở ức đoàn chũ mặc cổ này, dẫn đến là đầu con cứ gật gù theo cái nhịp thở. Đấy là một dấu hiệu rất là nặng rồi. Thế rồi chúng ta nhìn xuống ngực, đây là dấu hiệu rất là quan trọng. Bao giờ các bác cũng phải vén ngực lên, và trước khi nghe phổi nghe tim thì các mẹ thấy là bác cũng dừng lại một tí để quan sát bụng của con. Bác sẽ nhìn xem là cái động tác thở của con như thế nào. Thế thường trẻ dưới 12 tuổi thì sẽ hô hấp là ngực và bụng hỗn hợp. Tức là khi con thở là cả ngực phồng và bụng cùng phồng lên. Thế các mẹ sẽ quan sát ở đâu? Các mẹ bình thường thì các mẹ nếu như bạn cháu nào mà khó thở quá thì tất cả lồng ngực này, bác đang nói lồng ngực nhé, các mẹ hãy nhìn thấy không ạ? Các mẹ nhìn thấy như em bé này là bụng lõm rất là rõ, thì là sẽ nhìn thấy cái phần đây là bờ sườn này, bờ sườn, thì trên bờ sườn này hất lên, đấy chính là lồng ngực. Chúng ta quan sát từ bờ sườn này hất lên, nếu như nó có sự co kéo, có những cháu co kéo rất rõ là các cái khoang lên sườn này, cái cơ này nó đều lõm vào, thế thì chúng ta không không cần bàn nữa, thì trường hợp đó là sẽ phải đi viện. Nhưng có những trường hợp nó co kéo nhẹ thôi thì chúng ta nhìn ở đâu ạ? Ở trẻ dưới 5 tuổi thì chúng ta sẽ nhìn vào 1/3 dưới của lồng ngực, là cái đoạn bắt đầu từ bờ sườn này lên trên này chúng ta tính đến 1/3 dưới, thường là bên dưới của núm vú, bên dưới của núm ti đứa trẻ này, ở đây và ở đây. Khi mà đứa trẻ hít vào là bụng nó phồng lên, ngực nó phồng lên, nhưng đoạn này lại lõm xuống vì đây là vị trí bám của cơ hoành, nên là khi cơ hoành đứa trẻ khó thở, cơ hoành nó sẽ co thắt mạnh vào và nó sẽ làm lõm cái đoạn này vào. Cơ hoành là cơ hô hấp chính, cơ này thì bao giờ cái triệu chứng này nó cũng xuất hiện trước. Nếu như đứa trẻ có gật gù theo nhịp thở thì chứng tỏ là cái việc co rút lồng ngực này nó sẽ xuất hiện trước đấy rồi, nhưng chúng ta không phát hiện ra. Vậy thì để mà đánh giá được co thắt lồng ngực hay không, các mẹ hãy nhìn vào từ bờ sườn này hất lên, ngay đoạn trên này, 1/3 dưới này, hai bên, đấy chính là để đánh giá rút lõm lồng ngực. Cái thứ hai, nhiều mẹ bảo con em thấy con em thở nhanh lắm. Thế thở nhanh hay không chúng ta phải có bằng chứng, và chúng ta phải đếm nhịp thở. Thế đếm nhịp thở chúng ta làm thế nào? Trước hết là các mẹ nên có một cái đồng hồ có kim dây, nhưng mà cái điều này nó cũng không phải khả quan khi mà con đang, vì bây giờ nhiều đồng hồ không sản xuất kim dây nữa, và cũng có trường hợp là nhà mình không dùng đồng hồ, hoặc là nó cũng không tiện khi mình đang có ở đây nhưng mình lại có một cái đồng hồ treo tường mà có kim dây. Thì nếu có đồng hồ có kim dây, mình hãy để đồng hồ sát lại ngực cũng được, bụng cũng được, nhưng miễn là đấy là nó có sự nâng lên hạ xuống, tức là có nhịp thở của đứa trẻ mình nhìn thấy được, thì mình sẽ nhìn sát vào và mình đếm trong vòng 1 phút để sát, để đồng thời mình mắt mình nhìn được cả bụng cả đồng hồ này nó song song, không có mình để đây cúi xuống, thế là lại được 1 giây rồi, lại được một vài nhịp thở là nó không chuẩn, nên mình phải để sát vào mình đếm trong vòng 1 phút được bao nhiêu lần trên 1 phút trở lên thì là mình sẽ đánh giá. Và khi mà các mẹ đếm được rồi thì các mẹ nếu như mẹ không biết được là con mình bao nhiêu lần thì thở nhanh thì các mẹ có thể hỏi các bác, hoặc là các mẹ có thể hỏi anh Google cũng được. Và để đếm nhịp thở, cách thứ hai nữa, nếu như mẹ có đồng hồ treo tường có kim dây, mẹ có thể đặt tay lên bụng con như thế này, khi con ngủ mẹ đặt tay lên bụng và mẹ bắt đầu đếm bao nhiêu nhịp thì nó sẽ đồng thời là bụng con nhô lên hạ xuống theo cái nhịp này, mẹ nhìn lên đồng hồ mẹ đếm, đấy chính là cái đếm nhịp thở trong vòng 1 phút. Và bao giờ cũng phải đếm 1 phút,
các mẹ đừng đếm trong vòng 30 giây xong rồi nhân đôi. Bởi vì là có thể có những đứa trẻ nó có những cái cơn ngừng thở ngắn. Có những cơn ngừng thở, vậy thì trong 30 giây đầu nó không ngừng thở, 30 giây sau nó có cơn ngừng thở thì sao? Nên chúng ta kiểu gì chúng ta cũng phải đếm trong vòng 1 phút. Đấy, đấy là những cái dấu hiệu mà mẹ có thể khám ở nhà, tự khám, tự đánh giá trước để xem con mình có khó thở hay không. Vì thực tế là bác cũng đã phải nhiều mẹ đến đây nói rằng con thở nhanh, nhưng mà khi về nhà bác hướng dẫn lại thì mẹ cũng phản hồi lại là thế thì con em cũng không thở nhanh đâu, cũng bình thường thôi. Bởi vì là các mẹ chưa có kỹ năng ấy, thì hy vọng là sau cái clip này thì các mẹ sẽ có kỹ năng hơn và sẽ đánh giá được xem con mình có phải trong cái tình trạng khó thở không để mà đưa con đi khám cho nó kịp thời. Xin cảm ơn.